Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin chúc các mi người ca chiến tranh năm mới chúc khỏe cho chúng là đẹp ba bùi xin chúc con cháu về bang nay vui vui cả làng vui tươi xin chúc công cả mọi người mấy ở đây xin đẹp tuổi mới hát chơi mà nói đuổi đuổi ha chín đẹp quang quang quả là đại khai hạ cha đang đi chơi cùng bạn nói ủn thuế tân to đại
trang cho hay hay đẹp mà uốn ơi uốn ho mang áp đầm bụi nó bụi to mẹ xuân uốn ho đi rồi khắp bàn khắp phương mang trời ơi nhau thế ho kể ra cho các bạn phụi vây lắng nghe bạn à nói một nhà tinh nhà chiếu trải nhà màn cha tình chớ đời đêm khuya lạnh nhà đung đung bà tinh nhà nhẫn đào á hồ buồn tình nghĩa thầm giao dùng một nhà rằm tinh nhà bố quỳ giáo cầu tình anh thật đã đẹp mà đôi bày nhà tinh nhà đón hà xa xôi rằm tinh kiếp na lại xanh đôi đàn hoa chín tinh nhà em kia đã vàng tình em nghe thiệt là tuôn nắng đêm ngày tuôn nhiều hơi em nhà hồ đã kia sóng đôi dù sai hay đúng là tuôn thôi dung cho ngày nó hơi năm hai nghìn năm là lẽ trời nghe tôi mang nhà đại nhau cảm ơn cái tâm lòng nào uốn ơi thì lại đã hoang cho yên thương uốn yêu một nhà tình sáng xuân mùa trời yêu na suốt muôn hà tôi đi đến rồi em nghe bà tin nhớ tôi đã yêu tôi mà cả mà linh đi buồn yêu hà thành 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 hà tôi đậm tin nhớ chúng ta yêu đam mà yêu tập nhớ ta để cho em là đỡ mà là vui để giờ em thấu tin thua yêu mới mới ta tập nhớ từ cả nó không phải thế thông cho ra em phải tin xuống năm năm mà tôi là bụi cho nên bay bay yêu bay 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 đủ con em ôn na ngô luộc hoa bơ la sơn hà thôi ơ la bì đa giờ em ơi cảm ơn cái bàn mà đã ơi thuốc gà thì à hết sức là mặn mặn á nam mặn mặn thì ngôn giờ nó năm
Bây giờ thương bán đẹp đồ năm mà làm
thương chừng bản vệ đa lộ chín thương mình chầu ba ca hồ quyền nhau ó là tình cứ gặp ma nhau hay nói mưa thương ấy nhà thì chẳng nơi uốn ra xa thì tuổi ya lê cho ngày báo này với báo khi giúp này báo khi giúp đấy nói đúng một khuyên bắt đầu một khuyên bắt đầu một khuyên đi bắt đầu một khuyên Yeah.